gì đâu mà vậy trời. Rồi ok. Rồi à, hát nghe cho mọi người nghe thử nha. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không em, 10 năm hận thù yêu trong tim. Ta chốt vong thân, ta chốt vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày. Bóng tàn ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi phù hàng lậu xanh. Ngoài và đây là dòng dòng ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Còn ai còn ai dần hơn nữa không em, thôi hãy theo anh mê lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Ok. Autotune nữa mọi người, có autotune nữa nha. Cái lúc này mình dò autotune mình hát này. Cái này là âm sáng nhất nè. Cái này âm trầm, này bass, nghe luôn tuôn. Cái này dễ dàng, thầy ơi. Cái này dễ quá. Nghe kỳ quá. Ở dưới này là một cái đầu vỗ tay. Vì nắm hận thù chiếu trong tim, ta chốt vong thân, ta chốt vong ân, mang tuổi hoa đi làm kịp lâu đây. Ly 6 6. Ok, mình giờ giới thiệu sơ cho mọi người nha. Ở đây là cái nút nguồn tắt mở ha. Cái nút này là nút cái nó máy tính. Nút này là nút sạc pin. Ở đây là mic, ở đây là cổng live 1, livestream 1, đây là livestream 2. Đây mình đang kết nối về livestream qua điện thoại. Ở đây là dây lấy nhạc, là cổng lấy nhạc. Rồi kế nữa tai nghe, kế ngoài nữa tai nghe, hai cổng tai nghe. Dây lấy nhạc, dây livestream, livestream, đây mic. Ở đây sạc nguồn, đây máy tính. Ok, rất là đơn giản, rất dễ sử dụng luôn. Ký hiệu hết. Nút bên đây là jet, âm jet mic nè. Đây là chỉnh bass mic nè. Cái này là âm lượng to nhỏ của nhạc nè. Âm lượng to nhỏ của nhạc. Cái này là thu âm trên máy tính. Cái này là âm lượng tổng. Âm lượng tổng. Bên đây là âm lượng vang, âm lượng echo. Đây, echo hết echo nè. Echo. Âm lượng mic to nhỏ của mic. Rồi dưới này là cái nút KTV là cái âm thanh mình đang hát. Cái nút này em trầm này. Này autotune. Autotune chúng ta thường nói dò, ai hát autotune thì dò ha. Và nút này thì dễ dò. Ok. Dưới này là cái nút này thì nó bấm nút này nút MC. Còn lại tất cả những cái chế độ. Ok ha. Xoay bóng chung đôi những ngày âu thơ. Trời ơi bao
bách. Gì kỳ vậy? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, ai quan tâm sản phẩm liên hệ với em nha. Theo số điện thoại 0937381978, 0906041727, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Studio Tòa Nguyễn tại Bình Dương, tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình có 3 cửa hàng, 2 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 cửa hàng tại Bình Dương. Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cho mọi người có một đêm ngủ ngon. Vì thấy mai đào nở vàng trên nương, năm trước con hẹn đào xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Rất là dễ, rất là thuận tiện luôn, sạc đầy pin mang đi du lịch cũng được. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.